ăn nữa. Lụm lụm, còn con này bự rồi, con này bự rồi, bự rồi. Ôi trời ơi, bự. Lụm 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 rồi. Cá bự rồi, cá bự rồi. Bự rồi, bự rồi. Bự rồi. Ôi trời. Rồi, mình chào cả nhà nha. Bữa nay mình đi câu cá chim nha. Thì bữa nay mình trở lại cái điểm máy câu cá chim. Đây mình câu cá chim trong bụi lá đây nè cả nhà. Mình câu chỗ đó đó, trong đám lục bình trong đó, mình đi lại chiếc mũi, mình câu mũi vỏ đó. Thì mình câu vô trong đó đó. Thì đi câu em ta hai cây, mình câu ngắn, mình câu dài. Thì mồi câu của mình đi nha. Này mồi cám gà con nha. Mình cũng chưa có làm nữa. À, mình cho nó xuống miếng thính đi. Đó. Mình câu điểm câu mình là chỗ bụi lá nè. Này nước ngương chắc có cá đó nha. Rồi. Giờ tiến hành câu thôi. Rồi xuống mời câu cá thôi cả nhà ơi. Này câu thì nào có cá. Câu không rồi mình câu bị mớm hoài cả nhà. Này hy vọng là có cá, quay cho cả nhà xem nha. Cá giờ meo meo quá. Nước này nước kém câu không có cá. Lụm lụm. Lụm rồi. Lụm một em đầu tiên. Để con mở hàng cả nhà ơi. Đây. Ê ê ê ê. Chỗ 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 chút chút nó đập sập luôn. Để bắt con cá coi. Xuống mồi nữa nghe cả nhà ơi. Mới kiếm được con. Hy vọng là kiếm về con nữa. Lụm nữa coi. Cái chim giờ chỉ câu có chỗ này là có cá thôi. Nước kém này nó không có chim mày ngoài đám bần nữa, không có cá đâu. Chỉ ở đây mới có. Rồi tao mất tiêu rồi, lẽ có con một xong. Để xuống là bụp liền luôn. Con ngồi mà. Ăn nữa. Lụm nữa, lụm nữa, lụm nữa. Lụm một con nữa. Nhỏ thôi không bự không okay, có là vui rồi cả nhà ơi. Hai con rồi tiếp tục nữa. Lụm lụm còn con này bự rồi, con này bự rồi. Bự rồi. Ôi trời ơi, bự. Mèo quá cả nhà ơi, kéo lên luôn. Ú, con này quá đã. Đây, để quan lại cho cả nhà xem. Nhà xem nè, con cá bự rồi cả nhà. Quá đã. Rồi cho nó vô rộng nha. Tiếp tục thôi. Ăn lia lịa giật hơi. Nó
không xuống cái gì ta. Một không xuống đất. Sống sống hơi hơi nhấp nhấp rung rung, cả nhà thông cảm nha. Rồi không mất tiêu rồi, hết hay vậy. Rồi khi nào cá ăn ghi hình tiếp nha. Ăn nữa, ăn nữa, ăn nữa. Đâu rồi, đâu rồi, lụm nữa nè. Gọi 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 gỗ sảy rồi, thầy ơi mất cây mất gốc gì sảy rồi cả nhà ơi. Rồi cây câu ngắn bị mất gốc rồi cả nhà ơi, giật dính cá nó chạy vòng vòng dưới mất gốc rồi bỏ luôn rồi, để hồi nước gồng lại em lấy. Giờ lấy cây câu dài, cây câu dài mình câu hơi khó chứ câu câu ngắn thì mình câu khỏe. Ngắn này câu thoải mái hơn, câu dài nó dướng tùm lum chứ. Mà nó dướng gốc rồi sao giờ? Giờ mình tháo thì nó động. Để lấy cái câu dài câu đỡ. Bây giờ mình tháo thì nó động. Kệ nó đi, câu dài chỉ khó chút. Bỏ cái phao vào đó luôn đó. Này câu hết xuôi, lâu lâu mới có cá ăn bữa. Mà mắc cái gốc ngủ quá. Câu dài khó câu, câu ngắn ngắn dễ câu. Tôi mất rồi. Kiếp lụm gà con nữa coi. Cái phao đỏ đỏ này, phao đỏ đỏ này nó mất gốc ở đây bỏ đó. Để có gì mai nước gồng lên mình lấy. Rồi xây vui vậy. Lụm. Lụm 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 ơi. Cá bự ơi, cá bự ơi. Bự ơi, bự ơi. Bự rồi. Ôi xin. Ôi quá đã. Cá khổng lồ, cá khủng, cá khủng. Ui da, quá trời con cá rồi. Trúng rồi cả nhà ơi. Đây khổng lồ. Đây dạ lắc quá vậy. Giờ mình cho nó vô gọng nha. Vô rồi. Rồi câu tiếp. Đó. Cái câu ngắn dễ câu mà cái gốc có tức gì đâu. Rồi tiếp tục thôi. Ừ tiếp tục, tiếp tục. Cái phao nằm trong cái đám lục bình thì khó thấy lắm cả nhà. Để mình zoom lại gần gần. Cá nó nở trong kẹt không. Nó không chịu ở ngoài trống nữa, trong kẹt không. Gắt cái nó, gắt cái câu nó mình làm mỗi miếng mồi nữa. Cái mồi nữa cả nhà.
Giờ mình lại mình tháo cái cây đó, mình tháo cái phao của cái con ngắn thì nó động, kệ nó đi. Mồi rắn nè, nhúng nước rồi, cái mồi khô nhúng nước cái câu. Tiêu rồi, cái phao nằm trong đó lục bình khó coi quá. Ăn nữa gì vậy ta, tầm tàu rồi. Ôi đang ngã phao vậy khục. Ôi làm lại, làm lại. Thế nào có nữa hả? Thế nào dính cá bự nha cả nhà. Ủa đang ngã cái phao ra không à? Câu dài khó câu quá. Ăn nữa rồi, lụm nữa rồi. Lụm nữa rồi cả nhà ơi, bự nữa ơi. Lụm lụm bự rồi, vô nữa rồi. Ôi giời. Đây cả nhà ơi. Bự nữa. Sướng sướng. Rồi, cho nó vô rộng rồi mình câu tiếp. Chỗ bụi lá này là chỗ lý tưởng thôi, không có chỗ nào như chỗ này hết. Một rộng luôn rồi. Quá sướng, quá sướng. Câu dài lầm thầm quá à nãy. Câu ngắn nó bị mắc cái đó rồi. Nó mắc chỗ này, mắc chỗ kia quá. Câu trong bụi lá. Nó dướng chỗ này, dướng chỗ kia rồi. Thì câu ngắn nó bị mắc cái phao, bây giờ mình tháo nó động. Nãy giờ nó ăn chỗ này không? Nước đổ lên vậy ta, nãy giờ chảy xuống vậy sao chảy lên vậy ta? Nước kia lớn mà. Bữa nay nước ương. Cái phao kia nó trâu tới cho lưu vậy. Rồi. Ôi da, đang gặp tôi. Làm lại, làm lại. Mang mà chứ khóc.
Rồi chắc hết cá. Mà anh ăn mấy cá giật hụt cái nó tiêu chân hết ngay. Chắc về quá. Trời cũng chuyển mưa tới rồi, tới hui rồi. Trời chuyển mưa rồi đó nha. Đang xì luôn. Rồi, đi về cả nhà. Để mình ra đó mình tháo cái phao rồi đó. Tháo cái phao nãy mình dính gốc bỏ ngoài. Để mình rồi mình kéo cái cá lên rồi mình gây thành quả cái mình cho cả nhà xem nha. Rồi đây thành quả đây cả nhà ơi. Năm con. Quá trời ngon luôn, dễ sốt sối luôn. Lâu lâu chúng bánh được bữa cả nhà. Hôm nay chúng cho bụi lá này. Rồi giờ mình về nha. Rồi hẹn cả nhà clip tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà.